Đây là cổng chào chính của thôn Tam Long thuộc Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một trong những địa phương khá là phát triển tại huyện Châu Đức này ha anh chị. Những đường nào là đường xá, nào là cơ sở hạ tầng, được nhà nước chú trọng rất là nhiều. Và con đường này là con đường chuẩn kiểu mẫu ở Kim Long, Châu Đức luôn anh chị. Hai bên trục đường của chúng ta thì nào là hoa, hoa đủ loại luôn, hoa màu sắc sặc sỡ. Và con đường này mới vừa được hoàn thiện cách đây khoảng tầm 6 tháng thôi anh chị ha. Trên trục đường này thì như anh chị cô chú mình quan sát đó, nào là nhà vườn nè, nhà biệt thự Nhật, nhà biệt thự Thái, rồi cũng có nhà lên lên tấm luôn, lên lầu luôn. Đó, khu vực này khá là văn minh sạch đẹp, đường xá thì rộng rãi, đường thẳng tưng ha anh chị. Và gần đây có một sản phẩm mà Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú, và Long Hoài đã quay sản phẩm này cách đây 1 năm trước rồi. Sản phẩm này nó có cây ăn trái nè, nó có thổ cư nè, đất phủ hồng toàn bộ. Chúng ta có thể vừa ở được, vừa kinh doanh mua bán nhỏ lẻ cũng được luôn ha. Đặc biệt là có khung giá hạ giá. Tâm Hoa xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Mến chào anh chị cô chú. Hiện tại thì Long Hoài đang có mặt tại thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và đoạn đường mà Long Hoài đang quay ở đây là đoạn quốc lộ 56B. Hướng này anh chị cô chú mình chạy tầm khoảng 1 km thôi là mình sẽ ra tới đường quốc lộ 56 ha. Đoạn đường này thì nhà nước đang giải tỏa hai bên, mở rộng ra hai bên. Sau khi hoàn thiện thì đoạn đường của mình nó rộng tới là 9 m lận ha anh chị. Còn hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ về tới công ty Misen, thì về tới Ngãi Giao. Thì từ vị trí mà Long Hoài đang đứng ở đây về tới công ty Misen khoảng 4 km thôi. Thì công ty Misen là công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động tại khu vực này ha anh chị. Còn hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ về tới đường Bầu Cạn ha. Về tới sân bay Long Thành, thì vị trí mà Long Hòa đang đứng cách sân bay Long Thành tầm khoảng 12 km. Và cũng trên trục đường này anh chị cô chú mình di chuyển tầm khoảng 65 km là mình sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh ha. Xung quanh ở đây thì có camera giám sát an ninh, rồi rất là nhiều biệt thự vườn. Chia sẻ thêm một cái vui vui nữa ha anh chị, thì cái tiệm tạp hóa Nhi Hoàng này là của Long Hòa luôn ha. Đó. Và thửa đất ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú nó có rất nhiều cái đặc biệt. Thứ nhất là nó nằm trên trục đường này anh chị, trục đường mà nhà nước chuẩn bị mở rộng ha. Và tổng diện tích của chúng ta là 400 m², sổ rất là vuông vắn, ngang 10 m ha. Và hậu của mình là sâu 40, sổ rất vuông vắn. Hiện tại trên đất đang trồng cây ăn trái, đã cho thu hoạch như là sầu riêng, bơ, mít. Và đất của chúng ta là rất vuông vắn, có 80 thổ cư. Thị trấn Kim Long thì đã có quyết định lên thị trấn rồi ha anh chị. Trước đất của mình là có dây điện nè, có dây wifi, rồi kết nối giao thông rất là thuận tiện ha. Và trên trục đường này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ về tới thị xã Phú Mỹ, về tới khu nghiệp Mỹ Xuân ha. Từ vị trí này cách khu nghiệp Mỹ Xuân là tầm khoảng 12 km thôi. Còn đây là ranh giới của thửa đất ngày hôm nay ha. Đất của mình thì đã rào lưới B40 là hết rồi anh chị. Đó, ranh giới là từ bắt đầu từ cây cột điện đây nè. Đó, từ cây cột điện bên đây ha. Mình đổ thẳng xuống là được 40 m. Và cạnh bên này là mình được 10 m nè. Nói chung đất của mình là vuông vắn, bằng đầu với bằng đuôi, không có bị tớp hậu, cũng không bị nở hậu luôn ha. Và nó rất sát lại cái ngã tư, cái ngã tư mà lúc nãy Long Hoài đang đứng để giới thiệu đến anh chị sơ lược về tổng thể cái mảnh đất ngày hôm nay ha. Cách cái ngã tư đó là từ vị trí thửa đất cách cái ngã tư đó chỉ vài bước chân thôi. Rồi bây giờ Long Hoài cho anh chị cô chú mình xem sổ trước ha. Thửa đất 330 tờ bản đồ 46, địa chỉ Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, diện tích 399,9 m², hình thức sử dụng riêng, trong đó có sẵn 80 m thổ cư. Sổ này cấp đổi thành sổ mới nên anh chị cô chú mình an tâm ha. Còn đây là hình dáng thửa đất của chúng ta, đường thể hiện trên sổ là đường Tam Long, đất quay mặt về hướng Bắc. Ngang của mình là 10 m, cạnh là 40 m, ở đằng sau cũng 10 m, vuông như bàn cờ vậy ha anh chị. Đó, không bị bóp hậu, không bị nở hậu, không bị đâm hông. Mặt đường của chúng ta là mặt đường nhựa, rộng 9 m. Thời điểm mà Long Hoài quay cách đây là khoảng 1 năm về trước. Thì lúc 1 năm về trước nhà nước đang mở rộng ra. Hiện tại đường của chúng ta tại thời điểm này là rộng 9 m nè ha anh chị. Đường khá là sạch đẹp, và trên thực tế của chúng ta là khá là sạch đẹp. Nếu anh chị cô chủ có dịp mình tham quan ghé ngang khu vực này xem, thì khu vực này đường xá là đường chuẩn kiểu mẫu ở thị trấn Kim Long anh chị ha. Về phần quy hoạch của chúng ta, đất của chúng ta là phủ hồng đất ở toàn bộ, có sẵn thổ cư, anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư được thêm được nữa ha. Ngang 10 cạnh 40. Đường này thì mới vừa làm cách đây khoảng cỡ hoàn thiện cách đây khoảng cỡ 6 tháng về trước thôi, mà trên phần quy hoạch của chúng ta thì nhà nước nó lấy vô tầm khoảng cỡ
cỡ 2 mét nữa ha anh chị. Nhưng mà theo Long Hoàng nghĩ thì không còn mở rộng thêm đâu, tại vì mới vừa làm cách đây 6 tháng rồi. Đây là quy hoạch tổng thể của mảnh đất của chúng ta. Quy hoạch tổng thể cái khu vực này thì phủ hồng đất ở đô thị toàn bộ, rất là gần với ngã tư. Hiện đang trồng bơ, bơ đã cho thu hoạch rồi nè. Hiện tại thì mùa này bơ đang ra bông. Kế bên cây bơ là cây sầu riêng. Rồi đằng sau đó là có cây cây bưởi, mít. Rồi phía sau đó có thêm mấy cây sa kê nữa ha. Nói chung nguyên một vườn cây ăn trái đã cho thu hoạch sẵn rồi. Đất đây thì đất đỏ Ba Giang, rất là sát với lại cái ngã tư. Rồi vị trí thửa đất mà cách với lại chợ Kim Long, trung tâm thương mại Kim Long, thì trung tâm thương mại Kim Long là trung tâm thương mại lớn của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này ha anh chị. Nơi đó thì hoạt động kinh doanh buôn bán, và trung tâm thương mại Kim Long cũng là một trong những chợ đầu mối về thịt heo và rau sạch để cung cấp lại cho những địa phương khác ha anh chị ha. Rồi Kim Long thì nó giáp ranh với lại Láng Lớn, giáp ranh với Xà Bang, giáp ranh với lại Quảng Thành, giáp ranh với Bầu Chinh. Rồi bây giờ Long Hòa xin gửi đoạn live cam ở trên cao để anh chị cô chú mình tiện hình dung về khu vực này ha. Còn đây là những hình ảnh ở trên cao ha anh chị ha. Ranh giới của mình là đã rào lưới lên B40 lại hết rồi. Bên tay phải màn hình của anh chị đó là đã rào lưới lại hết ha. Có nghĩa là sau khi mà mình công chứng, mua công chứng thì chủ sẽ rào lưới lại cho mình để ổn định về tính ranh giới ha anh chị. Còn trên đất của mình là có sầu riêng nè, sầu riêng, bơ, mít, rồi có cây sa kê. Sổ rất vuông vắn và đất rất là bằng phẳng ha anh chị, không vướng trụ điện, không vướng hố ga gì hết ha. Cái đoạn đường này thì nhà nước đang đang mở rộng ra thêm. Hiện trạng của nó là 6 mét và sau khi mở rộng ra là thành 9 mét ha anh chị. Lưu ý là đất của mình nó không bị đâm hông ha anh chị ha. Đất của mình nó không bị đâm hông, không bị tấp hậu. Cây thì đã cho thu hoạch rồi. Cây thì những loại cây trồng ở đây là đã được 5-6 năm hết rồi ha. Xung quanh của mình thì rất là nhiều nhà vườn, nhà máy thái. Ở đây thì hệ thống camera giám sát an ninh rất là nhiều anh chị ạ. Rồi gần ở đây thì nó có một cái di tích địa đạo Kim Long. Vị trí thửa đất của mình cách di tích địa đạo Kim Long là tầm khoảng 500 mét thôi là mình đã sẽ tới cái di tích địa đạo Kim Long, một trong những di tích đi vào lịch sử tại địa phương Kim Long, Châu Đức và Rịa Vũng Tàu ha. Nếu như di chuyển về chợ, về trường học thì trong tầm 1 km thôi anh chị sẽ di chuyển về tới chợ, tới trường học Bách Hóa Xanh, chợ Kim Long hoặc là chợ Xà Bang ha anh chị. Và chợ Kim Long cũng là một trong những chợ đầu mối về rau sạch và thịt heo để cung cấp cho người tiêu dùng. Long Hoa đang chạy ra ngoài hướng quốc lộ 56. Quang cảnh hai bên của chúng ta, nhà nước đang mở rộng ra ha. Hiện tại thì xe lưu cũng đang làm luôn. Đây là bản địa đạo Kim Long ha anh chị. Đường để vào di tích địa đạo Kim Long. Mình rất gần với lại thôn thôn văn hóa Tam Long. Khu vực này người ta có tên gọi là Tam Long, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu ha anh chị ha. Cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 65 km thôi. Cách biển Hồ Tràm, biển Vũng Tàu tầm khoảng 30 km thôi. Và cách khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức, đồi Cù Suối Nghệ là tầm khoảng 8 km ha. Đây là đoạn ngã tư, lúc nãy Long Hoài review ngay từ lúc ban đầu ha anh chị. Còn đây là đoạn đường quốc lộ 56. Cái hướng này là lưu lượng công nhân từ công ty Misen đang đổ về sau những giờ tan ca ha anh chị. Mời anh chị cô chú mình cùng quan sát lại cái thửa đất ngày hôm nay của chúng ta ha. Đất của chúng ta là nằm kế cái nhà máy thái đó ha. Đó, rồi còn cái
máy màu xanh xanh đó là cái tiệm tạp hóa của vợ chồng Long Hoài ha. À, vị trí đất rất là dễ tìm anh chị à. Anh chị chỉ cần tới địa đạo Kim Long, gõ trên Google Maps á, ngay chỗ vị trí là địa đạo Kim Long thì nó sẽ ra ha anh chị. Và nó nằm ngay chỗ ngã tư này luôn, rất sát cái ngã tư này. Rồi gần với lại trụ sở thôn văn hóa Tam Long. Kết nối giao thông ở đây là rất là thuận lợi anh chị à. Tại vì đường xá nó thông thoáng với nhau hết, di chuyển về hướng nào cũng được. Và nó nằm trên một trục đường lớn cho nên là rất thuận lợi để cho anh chị cô chú mình có thể là xây nhà nè. Vì có thổ cư rồi ha, mình có thể xây nhà máy thái hoặc là xây nhà vườn, làm nhà vườn. Hoặc là mình có thể là buôn bán, kinh doanh gì ở trên trục đường này cũng được hết ha anh chị. Vì lưu lượng, mật độ dân số ở đây tương đối đông. Đó, vị trí đất của chúng ta là nằm sâu cái nhà máy thái mà ngay chỗ bên tay trái màn hình đó ha. Rồi đất của chúng ta nó cũng nằm gần với lại hồ Kim Long luôn ha anh chị. Cách hồ Kim Long theo đường chim bay là tầm khoảng 2 km thôi ha. Còn đây là vị trí của chúng ta trên Google Maps để anh chị cô chú mình tham khảo ha. À, đất của chúng ta lúc trước mà Long Hoài quay cách đây khoảng 1 năm thì đường nhà nước đang mở rộng. Hồi xưa là đường này là rộng 6 mét nhưng mà hiện tại thì nhà nước đã mở rộng lên 9 mét ha anh chị. Đường xá thì thông thoáng và trục đường này là nó khá là thẳng, nó không có cong cong quẹo 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 như mấy trục đường khác ha anh chị ha. Và đường ở đây hiện tại thời điểm này đây là đường kiểu mẫu chuẩn của thị trấn Kim Long. Hai bên trục đường này nè, từ ngay chỗ nhà hàng Phước Thịnh anh chị, cái đường màu vàng vàng đường quốc lộ 56 á, anh chị cô chú mình chạy thẳng trục đường này là mình sẽ thấy hai bên đều là trồng hoa và cái cảnh khá là đẹp. À, đường này nếu mà anh chị có dịp mình đi ngang một lần mình sẽ quan sát, nó khá là đẹp anh chị tại thời điểm hiện tại ha. Và nó khá là gần cái ngã tư này đó, cái ngã tư mà ngay chỗ môi giới nhà đất Nhi Hoàng đó. Môi giới nhà đất Nhi Hoàng là của Long Hoài ha, tiệm tạp hóa vợ chồng ngoài đang kinh doanh. Thì con đường này là con đường 56B hay còn có tên gọi khác là đường ngã giao Cù Bị. À, đường này thì nối từ đường Bầu Cạn, đường Liên Sơn Liên Hiệp 2, đường Bầu Cạn để chạy thẳng về tới khu nghiệp Sona Đề Di Châu Đức. Và nó là cũng là một con đường liên huyện luôn ha, nó nối từ các xã với nhau như xã Xà Bang nè, Kim Long nè, Bầu Chinh nè, Ngã Giao nè, Bình Ba nè, Suối Nghệ, Nghĩa Thành, và nó chạy thẳng về tới Bà Rịa. Thì vị trí này nó cách thành phố Bà Rịa là tầm khoảng cỡ 13 km, xin lỗi, tầm khoảng cỡ 15 km, và về tới biển Vũng Tàu thì khoảng cỡ 40 km ha. Cái thông số này thì nó có thể là xe dịch chút đỉnh ha anh chị. Và từ thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí đất này, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì nó có khá nhiều con đường để di chuyển. Một là mình có thể đi con đường 56B này, đi thẳng lên đụng đường Liên Sơn Liên Nghiệp 2, đường Bầu Cạn đó, mình chạy về quốc lộ 51 mình cũng sẽ về tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đường Liên Sơn Liên Hiệp 2 đây nè anh chị. Liên Sơn Liên Hiệp 2 này mình chạy thẳng một trục đường thôi, mình cũng sẽ ra tới quốc lộ 51 để về tới thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Long Thành. Cách thì tầm khoảng cỡ 70 km thôi ha. Hoặc là đi đường con đường ngã ba Mỹ Xuân thì nó cũng sẽ vào tới vị trí đất thôi. Đất của chúng ta thì nó nằm giữa hai trục đường lớn, đó là trục đường Láng Lớn Xà Bang và trục đường Láng Lớn Kim Long, đó là cũng là hai trục đường lớn luôn ha anh chị. Vị trí này nếu mà di chuyển ra tới chợ nè, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì khá là gần. Chợ rồi trung tâm thương mại thì nó cũng khá là đầy đủ, từ khoảng cách 2 cây số đổ lại thôi là đã di chuyển ra tới chợ. Chợ là chợ lớn luôn ha anh chị, chợ đầu mối luôn, hoặc là chợ Xà Bang, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, cây xăng, nói chung là đầy đủ, không thiếu thứ gì hết, là tầm khoảng 2 cây số thôi. Còn nếu như mà di chuyển tầm khoảng cỡ vài trăm mét thôi là đã ra tới tạp hóa rồi. Tạp hóa ngay đây, tạp hóa của Long Hoài nè. Ở đây thì Hoài cũng bán khá là đầy đủ những nhu yếu phẩm để phục vụ cho nhu cầu sống con người, cho nên là anh chị cô chú cần thì có thể là cái đây mua ủng hộ Long Hoài cũng được ha. Trên đây thì có cà phê nè, ở dưới đây thì cũng có tạp hóa nè, cũng có cà phê, cũng có đồ bán đồ ăn sáng. Rồi dưới đây thì nữa là có khách nhà nghỉ Sơn Ngọc. Xung quanh ở đây thì dân cư đông, đường xá thông thoáng, khu đường bàn cờ. Ở đây thì mảng xanh nó nhiều, đặc biệt khu này là khá là an ninh ha anh chị. Cán bộ công nhân viên chức, nói chung là hồi xưa là chủ tịch xã, chủ tịch huyện, rồi công an, rồi giáo viên, rồi nói chung là những người làm ở trong bộ máy nhà nước của huyện đại đa số ở đây cũng khá nhiều.
Ưu điểm nữa là mình gần với cái địa đạo, một trong những cái địa đạo đi vào lịch sử của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, địa đạo Kim Long, và hiện tại địa đạo Kim Long đang chỉnh trang lại cho nó đẹp hơn ha. Một khu vực ở đây thì đáng để sống, trên đất thì sẵn cây ăn trái rồi, cây ăn trái gồm bơ, gồm sầu riêng, gồm một cây măng cục, còn lại là bơ với sầu riêng. Bơ thì tầm khoảng cỡ 10 cây bơ, rồi sầu riêng thì tầm khoảng cỡ 5 cây sầu riêng ha anh chị, mà có một cây măng cục thôi. Thửa đất 400 mét vuông, có 80 mét thổ cư, ngang 10 mét, cạnh sau 40. Đất Phú Hồng đô thị được chủ đó bán với giá là 2 tỷ ha anh chị, và giá này là mình gặp chủ thương lượng đàm phán một giá tốt nhất nữa ha. Nói chung tại thời điểm đất hạ giá như hiện nay, nhưng mà với cái khung giá như thế này thì Long Hoài tin chắc là sẽ giao dịch được nhanh. Với cái số tiền 2 tỷ mà sở hữu ngay chỗ đây thì nó cũng quá ok anh chị ạ. Trục đường này có thể là vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng được luôn ha. Cảm ơn anh chị cô chú đã bỏ thời gian ra xem hết video ngày hôm nay. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản.